Vào mùa hè năm 15 tuổi, hai anh em sinh đôi Haruka và Sora do cha mẹ đã mất do tai nạn nên phải về vùng quê sống ở ngôi nhà mà ông để lại với hy vọng hàn gắn lại cuộc sống đã tan vỡ. Vì còn xa mới đến nhà nên cậu đẩy em mình đi cho đỡ mệt, mà lúc này có một cái ô tô băng băng đi qua hai người. Ở trong xe cô hầu gái có vẻ như đã kết vẻ đẹp trai của cậu rồi. Thấy cô hầu nhìn mãi cũng khiến cô chủ phải ngoái nhìn lại không thôi. Bên này thì cậu và Sora cũng đến tiệm tạo hóa cơ mà nó không lớn như Sora nghĩ. Điều duy nhất cậu muốn đến đây là mua chiếc xe đạp cho Sora không kêu mệt nữa. Cũng còn nhiều thời gian nên hai người cũng muốn lượn vòng xem xung quanh. Cậu đưa đến nhìn trường học nhưng mà Sora không hứng thú lắm vì cô sẽ không đi học. Ra đến cổng thì hai người gặp phải một cô gái khác cô ta hình như cũng say nắng vẻ đẹp trai của cậu rồi nên sát mặt lại ngay hai người còn đi tới dưới chân ngôi đền nữa rồi trời cũng tối nên cậu đưa sora về nhà cậu sang chào hỏi hàng xóm thì đúng lúc con gái nhà đó về cô gái này cũng muốn gia nhập hội những con vợ của cậu rồi hôm sau cậu đến lớp chào mọi người thì trong lớp trước mắt đã có sự hiện diện của ba con vợ trong khi đó sora đang ở nhà lật xem lại những ký ức của hai người ở căn phòng này hai người đã từng chơi trốn tìm cùng nhau thì cậu đã làm sora giật mình và va phải cái tủ có một cái lọ suýt rơi trúng đầu Cậu Sora may là được cậu bắt được, nhưng vì cố gắng bắt có lọ mà hai người quá gần nhau, cậu không suy nghĩ mà lại chỉ muốn xin một cục đờm béo ngậy mà thôi. Đó có lẽ là ký ức mà Sora lôi được về trong khi chờ cậu về. Cậu muốn kể chuyện ở trường về Arica hậu đậu và Kazuha luôn chăm sóc cho Arica một cách điên cuồng. Cô ta cuồng đến mức mà phải ngửi để kiểm tra Arika đã bôi kem chống nắng hay chưa. Có lẽ mục đích cậu kể để cho Sora muốn đến trường nhưng đã phản tác dụng mất rồi. Hôm sau cậu vào lớp trưởng cô in thì cô cũng hỏi được hôm trước ngồi sau cậu là em gái khiến cô nghĩ mình cần cơ hội. Nhưng mà cứ chạm mặt cậu là cô đỏ chính mặt nên xấu hổ chạy trốn. Cơ mà chạy nhanh quá nên va phải một cô gái khác. Đó là người con hàng xóm mà hôm trước cậu qua thăm tên là Nao. Buổi chiều Nao nhớ lại quá khứ suýt được của hai người thì tỉnh lại đã tông trúng cậu ở phía trước. Sora thì đợi cậu mái vẫn chưa về nên ra ngoài hóng gió thì thấy cậu đang chở Nao về nhà. Sora dỗi cậu vì đã nhắn chục tin mà không thấy cậu trả lời đã thế còn thấy cậu đi cùng người con gái khác. Cô cứ nghĩ cậu sẽ bỏ cô đi rồi. Nhìn thấy con bé như vậy làm cậu muốn xin cục đàm nữa quá. Nhưng mà cậu cũng lấy lại được lý trí đến vỗ đầu con bé. Cả hai bằng tuổi nhau mà sao cứ trẻ con hoài thế. Buổi tối hôm đó, Sora đến phòng cậu cởi đồ ngủ ra muốn cậu đo cơ thể để may đồng phục. Sáng hôm sau, một thanh niên là Rio Uhi đến bắt chuyện với cậu muốn cậu nhận là anh vợ, đồng thời còn gọi Nao đến nói chuyện cùng. Cơ mà cậu và Nao cứ nói chuyện nhưng khoảng cách xa lắm, nên Rio Uhi kéo hai người cho dễ nói chuyện. Hành động này khiến Nao đỏ cả mặt. Hôm sau Sora giận dỗi cậu vì chưa có đồng phục nên cậu nhắc đóng cửa mà Sora kệ cậu luôn. Cậu vừa đi được một đoạn đã thấy tiếng hét của Sora. Hóa ra là phòng có mũi nên con bé cầm keo xịt tóc phun và la hét. Thế này diệt được mũi thì giỏi quá. Thấy cậu đến thì con bé ôm lấy cậu đã còn chuyện khác tính sau. Cũng vì chuyện này mà cậu đến lớp với cơ thể mệt mỏi. May là có Arika đến massage cho cậu. Cô này thường xuyên nắng bóp cho ông bà trong làng nên rất giỏi chuyện này câu kể cho mọi người nghe chuyện mũi hôm nay thì Arika nói nhà mình có dư màng nên đến nhà cô mà lấy. Kazuha cũng muốn đi nhưng thấy ánh mắt nghi hoặc thì cô nói nhà trường cấm nam nữ đánh lẻ. Sau đó suốt buổi học là những lần cậu thấy sự quan tâm thái quá của Kazuha với Akira. Buổi chiều cậu báo cho Sora là mình đi lấy màng ở nhà Akira. Cậu lê lết mới đi hết cái bậc thang này thì cậu cũng không ngờ Akira là Miko của ngôi đền thấy cậu từ thành thị nên cô hướng dẫn cậu sử dụng màng cơ mà mắt của cậu có tiêu điểm khác mất rồi bớt suy nghĩ chuyện này cậu nói sang về gia đình thì mới biết được akira sống một mình có thỉnh thoảng thì có một người chị Yahiro là chủ cửa hàng bánh kẹo ở dưới. Cậu qua cửa hàng mua kem và muốn hỏi chút gia đình của Akira nhưng mà bị mắng là bao đồng. Trên đường về thì cậu gặp Kazuha đang muốn tìm cậu vì muốn đưa đồng phục của Sora. Cậu nói mình đã quan sát Kazuha nên thấy cô là người luôn lo lắng cho người khác. Nghe vậy khiến Kazuha có chút vui vì chưa có ai khen cô như thế. Cậu muốn hỏi chút về Akira nhưng mà cô cũng không nói gì cả. Éo gì cứ giống như mèo dấu cứt thế. Lúc này thì cũng tới nhà cậu thì Kazuha muốn khâu cúc áo cho Sora luôn. Hai người cứ nói chuyện vui vẻ với nhau mà kệ Sora lúc này đang ăn kem một mình. Cuối cùng thì cũng xong cái áo nhưng Sora giờ thì dỗi rồi còn sao quan tâm tới cái áo nữa chứ. Hôm sau Sora cũng chịu mặc đồng phục đi học. Được cậu khen là con bé vui liền à. Hai người đang đi thì thằng bé Rio Uhi đến chào cậu và vợ mình. Nhưng mà xí sớm thế này thì người ta sao không sợ được. Đến lớp thì có thông báo hôm nay có tiết dọn bể bơi. Thằng Riohei này hào hứng nhất khi sắp thấy Sora mặc đồ bơi, vẻ mặt ngại ngùng của con bé trong bộ đồng phục. Càng khiến Riohei nổi máu cơ mà luôn có hai người sẽ cho hắn bay màu nếu có ý đồ gì. Akira lúc này tạo nên chiến trường súng nước bất kể địch hay ta, thì bắn trúng Kazuha, Cậu tiến tới hỏi thăm thì thấy cái cặp dưa lồ lộ sau lớp áo ướt sũng. Cũng may Akira chạy vội tới đưa Kazuha đi thay đồ, cơ mà ở đây vẫn còn chiếc điện thoại của Kazuha, nên cậu đến phòng thay đồ để trả lại. Nhưng đến nơi thì thấy tiếng cười đùa của hai người cũng khiến cậu phải áp tay để tận hưởng những âm thanh tuyệt vời. Cậu cũng vì vậy mà biết được hai người là chị em ruột khiến cậu phải lùi ra sau. Bắt đầu là rotor của Kazuha, lúc này thì cô hậu gái hám trai của Kazuha xuất hiện thấy cậu đứng gần ấy, nên nghi ngờ cậu đang dầm trộm tiểu thư thay đồ. Cậu liền thanh minh rằng mình đưa điện thoại rồi đưa nó cho cô hậu gái cơ mà Kazuha và Akira đã nhìn thấy cậu qua cửa sổ. Chiều hôm ấy, Kazuha chạy hết sức đến tìm cậu. Cô thắc mắc cậu đã nghe hết chuyện đó rồi chứ. Thì cậu nói Yuri thì cũng bình thường mà, miệng hai người vui vẻ là được. Cái này cũng khiến cô đứng hình 3,14 giây biết cậu đang suy nghĩ linh tinh. Cô nói Akira là chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Nhưng do không chấp nhận Akira, đó là lý do cô phải sống ở đây một mình. Kazuha nói nếu bố mình đã không chịu trách nhiệm thì để cô làm. Sáng hôm sau, cậu chủ động bắt chuyện với Akira cơ mà nhìn thấy Kazuha đang violon thế là cậu ngỏ ý muốn Kazuha chơi dù sao thì Akira mà nghe cô đàn thì chắc chắn là ngủ gật mà cậu nghĩ cô đàn thì nghe rất hay điều này khiến cô xấu hổ mà chẳng được bao lâu thì bị thằng Rio hay choan cái cặp vào đầu cơ mà bị cô choan lại lại ngay buổi chiều về hai người tiếp tục đánh lẻ rồi ngồi riêng với nhau trong cái khung cảnh hoàng hôn, cậu nắm tay Kazuha nói mình muốn được nghe cô chơi đàn violon một lần. Từ đó, hai người cứ dính lấy nhau từ lúc về rồi gặp một đền nhỏ bị gió thổi. Đây là sắp tới có lễ hội mùa hè nên mọi người đang tất bật chuẩn bị. Mà Akira nhẽ ra sẽ đi phụ dân làng cùng cô nhưng mà giờ thì công việc của Miko nhiều quá. Nên cô muốn cậu đi cùng mình phụ dân làng. Thấy cậu không biết làm gì thì cô cầm tay chỉ bảo nhưng mắt cậu có địa chỉ khác. Mấy người dân treo là do cô xinh quá nên cậu không làm được là đúng rồi. Lúc này thì cô phải ra ngoài nghe điện thoại báo cô phải đi về. Hai người hôm sau lại dính với nhau đi chơi được một lúc thì cô thấy bố mình và Akira đang đi cùng nhau. Ông bố đang lên lớp cho Kazuha thì thấy cậu. Ông cũng tôn trọng cậu vì bà của cậu đã từng là người mà ông tôn trọng. Thấy Kazuha không thích không khí này nên cậu xin phép đưa cô đi chơi. Cậu muốn nói giúp cho ông nhưng mà Kazuha nói chuyện đó sẽ không bao giờ vì vào ngày chính Akira sẽ nhảy điệu múa Kagura nên năm nào người có chức vị đều đến vào ngày này và ông ý cũng không ngoại lệ và còn về ngay sau khi điệu múa kết thúc cũng không muốn tốn nước mọt để khen Akira cả thấy cô không vui nên cậu đưa cô đến trung tâm trò chơi nhìn thấy cô bực tức thế làm cậu làm trò cho cô vui vẻ trở lại sau đó hai người còn đi chụp ảnh với nhau nữa đến lúc về cậu nói mình muốn làm mọi cách để kazuha vui vẻ lại như trước nhưng cô bảo mình không còn như trước khi ở bên cạnh cậu cô nói mình đã thích cậu mất rồi và tiến đến gần cậu cậu nhân cơ hội này thì cũng muốn cho cô biết cuộc đời béo ngậy của mình hai người cứ đứng như vậy với hoàng hôn mặc kệ người thân của hai người đang mong đợi cậu ngồi đợi hazuka chơi violin mà không thể Cô nói cái đàn này là thứ cô quý giá nhất cũng là thứ cô ghét nhất. Từ khi cô nhận được nó thì cô chỉ muốn chơi cho Akira nghe mà thôi. Lúc hai người trên đường về thì Yahiro chạy tới tìm hai người, có biết Akira ở đâu không? Chứ hôm nay Akira có lịch hẹn mà giờ vẫn chưa thấy. Cô bé chưa bao giờ trễ hẹn nên chắc chắn có chuyện gì rồi. Ba người ngay lập tức chạy đến đền thì đã thấy Akira nằm sõng soài ở dưới đất rồi, nhưng chỉ là kiệt sức nên cơ thể cho dừng lại thôi. Kazuha lại trách bản thân vì giờ có cậu rồi nên không quan tâm đến Akira nữa. Thế này thì có khác gì ông bố mà cô ghét cơ chứ. Từ đó cô có thời gian rảnh là của Akira. Nhưng Akira hỏi còn cậu thì sao? Vì mình mà cô đã cãi nhau với cậu. Cô nói những gì cô muốn quan tâm là Akira mà thôi. Nếu thế thì cô yêu Akira luôn nhé. Akira tiến đến hôn cô nhưng bị cô đẩy ra. Nếu đã phản kháng thì làm sao cô yêu Akira được trước? Akira nói mình hiện tại đã hạnh phúc rồi nên không cần cô phải ép chính mình vì bố làm gì cả cô cũng không biết nói gì thì chạy mất hôm sau cả bọn tổ chức sinh nhật cho Akira nhưng lại thiếu Kazuha đến chiều thì Akira nói cho cậu Kazuha cũng sinh nhật hôm nay nên mong cậu cũng làm sinh nhật cho cô ấy hôm sau cậu lại mang quà đến tặng cho Kazuha nhưng mà bị đứng ở ngoài trong lúc nói chuyện với em hầu gái mà cậu được biết Kazuha giả bệnh nhưng cậu cũng không muốn làm phiền mà nhờ em hầu gái đưa quà cho Kazuha tối hôm lễ hội kazuha cũng đến gặp cậu cô nói khi nhận bà của cậu thì cô rất vui cô rất muốn gặp cậu ngay lúc đó nhưng cô không thể tha thứ cho sự ích kỷ của mình được cơ mà cậu chỉ cần cô đến gặp cậu là được rồi hai người đi với nhau mà cô cứ kể lại quá khứ mà vì nó cô ghét bố mình nhưng cậu kéo cô đi nhìn một khía cạnh khác về chuyện này hai người nhìn thấy bố mình đang ở cùng với akira như một đứa con gái cô giờ mới biết mình đã hiểu lầm bố mình ông ấy vẫn luôn chăm sóc cho akira trong bí mật có lẽ mỗi lúc lễ hội này là lúc ông được gần akira nhất sau khi đối mặt với bố mình thì Kazuha cũng đưa cậu đến phòng mình để thể hiện tình cảm của mình. Hai người cũng trao nhau những cục đờm và sau đó nữa chắc là có. Hôm nay Kazuha chơi đàn ở ngôi đền cho cậu và Akira nghe. Tiếng đàn vô dương nhưng cậu có nghe được gì ngoài nghĩ về chuyện hôm qua. Còn Akira thì đã ngủ gật như mọi khi, thế là đã kết thúc router của Kazuha. Tiếp theo sẽ là router của Akira nhé. Quay lại lúc ở phòng thay đồ thì Akira đi ra. Cậu lúng túng đưa cho cô điện thoại của Kazuha đánh rơi Nhưng mà cậu nói mình đã nghe được hết rồi Thế là Akira đã ở lại lúc chiều kể cho cậu nghe Cô thì thấy thoải mái khi kể cho cậu nghe Nhưng cậu cũng đừng nói cho ai vì Kazuha sẽ giận đấy Cậu hứa là không nói thì Akira đến ôm lấy cậu coi như là phần thưởng Về đến nhà thì cậu thấy Sora đang ngồi xem lại những bức ảnh lúc nhỏ Đó là hồi còn hai người đi chơi lễ hội mùa hè ở đây Đồng thời con bé còn lỗi cái dây chuyền mà cậu đã tặng cho con bé nữa nhưng mà cũng có một ký ức với Akira mà cũng xuất hiện trong đầu cậu. Hôm sau cậu đến sớm chỉ muốn nói chuyện riêng với Akira. Mà chỉ thế thôi cũng để cô xấu hổ, cậu thắc mắc có phải hai người đã có một tuổi thơ với nhau phải không? Akira hạnh phúc lao đến ôm cậu vì cậu đã nhớ lại cô. Hai người đã từng đi bắt ve mùa hè. Trong lúc Akira leo lên cao để bắt cho cậu một con ve lớn thì đã bị ngã dập mông. Mà đã thế còn bị đánh rơi mất chiếc dây chuyền quý giá của mẹ để lại khi có cậu thì cô nở nụ cười nói mình ổn nhưng cậu quay lại đã thấy cô ngồi khóc một mình hôm sau cậu lại trốn em gái mình để đi chơi với gái cậu muốn cùng akira đi tìm lại chiếc dây chuyền năm đó cơ mà thấy cậu hăng hái quá nên cô chưa nói cho cậu biết cái cây năm đó đã không còn nữa để tìm lại nụ cười của akira cậu sẽ bất chấp tất cả vì cậu đã nhìn thấy nét mặt đau buồn lộ rõ trên khuôn mặt cô nó giống như lần mà cậu nhìn thấy lúc cô ở một mình trong lớp vậy cậu muốn nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô nếu cậu không bỏ cuộc thì cô cũng sẽ không bỏ cuộc nữa nhưng mà lúc cô muốn leo lên thì trượt chân ngã lên cậu rồi cả hai té xuống nước cả hai nhanh về nhà thay quần áo để cảm lạnh sau đó hai người nằm nghỉ ra sàn cậu nghĩ có lẽ sẽ tìm lại được mẹ cô ấy danh sách của bà và cũng có thể bà ấy đang đợi cô tìm bà Cậu đi tìm thì thiếu mất một quyển lại một tối hôm lễ hội mùa hè. Cậu và Sora đang ngồi cùng nhau thì thấy Akira và Kazuha gặp nhau. Nhưng mẹ của Kazuha cũng đến đây cơ mà. Bà ta không quan tâm cô. Trong lúc Akira múa điệu nhảy như một công chúa Sayori, cậu đã nhìn thấy những giọt nước mắt của cô. Mọi người ở dưới vỗ tay nhưng cậu đâu còn tâm trí nữa. Cậu cứ nghĩ chuyện lúc trước cậu đã tìm lại được nụ cười của cô nhưng cậu đã nhầm cô thiếu một người mẹ. Cậu phải tìm được người mẹ của Akira cậu đến tìm akira ở đằng sau thì thấy cô đang cầm một danh sách của bà mà cậu đã bị mất cô thấy cậu liền đốt nó nhưng đã bị cậu ngăn lại hóa ra quyển này có biết chút thân thế của akira cậu đến nói chuyện với yahiro cũng nhờ đó mà cậu biết được mẹ của kazuha mới là mẹ của akira nên cậu muốn xét nghiệm adn hôm sau akira hẹn gặp cậu ở phòng âm nhạc sau giờ học mọi người đều đã bỏ rơi cô cô không muốn phải chịu cảnh đau khổ này một lần nữa có lẽ akira vẫn còn nghĩ tới hôm qua vì đã đánh mất dây chuyền vào hôm đó tối đó mưa gió bập bùng cậu đi tìm tới kazuha nhờ cô hợp tác với mình cậu muốn xét nghiệm adn xem có phải akira mới là con đẻ của mẹ kazuha hay không cô cũng yêu quý chị mình mặc dù sợ sẽ đánh mất mẹ nhưng cô cũng muốn biết sự thật. Kazuha vào trong nhà nói chuyện này với mẹ nhưng mình bà không chấp nhận điều này. Kết quả sẽ chẳng thay đổi dù xét nghiệm ADN thế nào đi chăng nữa. Nhìn thấy bà đi mà không lấy được sợi tóc nào thì Kazuha nhìn đến cốc nước bà vừa uống. Hôm sau cậu đến thông báo cho Akira là đã đi làm xét nghiệm. Sẽ mất vài phút thì có kết quả. Đến lúc đó cậu muốn cô đừng có trốn tránh. Hôm có kết quả Kazuha sốt sáng đến tìm cậu nói mình đã đi đón Akira mà không thấy đâu. Cậu cũng sốt vó đi tìm tìm hùng hùng một lúc thì cậu cũng thấy cô đang ở nhà ga. Không biết là muốn tự tử hay đợi chuyến xe cuối cùng nữa. Cậu nghĩ mình đã trốn học rồi thì giờ ngồi tâm sự với Akira. Cô có cảm giác giấc mơ của mình sẽ biến mất khi mọi chuyện được làm rõ. Đến tối cô cũng đủ can đảm để chấp nhận xem kết quả nhưng mà cầm trên tay tờ kết quả mà cô cũng không đọc được. Cô không muốn phá hạnh phúc của Kazuha và mẹ. Lúc này mẹ của Kazuha đến chào mấy người rồi đưa vào nhà để cho mấy người xem cái dây chuyền mà Akira đánh rơi năm xưa. Cái dây chuyền này ở đằng sau có tên của bà nên từ lúc Akira đánh rơi là có người nhặt được đã mang trả về cho bà. Bà cũng kể lại chuyện cũ năm đó. Lúc đó là kazuha và akira được sinh cùng ngày hai bà mẹ cùng nằm cạnh nhau mà bà thấy mẹ của akira không thích đứa con gái này hay sao mà không quan tâm bà thấy akira ngoan nên muốn bế thử thì con bé đã giật giật cái dây chuyền của bà sau khi chuyển viện thì bà nhận được thông tin là mẹ của akira đã qua đời nên bà đã để lại cái dây chuyền cho akira coi như là một vật mà mẹ akira để lại vì vậy akira và bà không có huyết thống nào cả sau nhiều chuyện thì bà đã không thể đối mặt được với akira nữa nhưng bà nói ngày xưa đã bế akira vì con bé rất dễ thương nên muốn tìm lại cái cảm xúc đó lần nữa cuối cùng thì mọi chuyện cũng đã sáng tỏ và không còn cục nghẹn trong hai người akira gọi cậu đến ngôi đền để cảm ơn và không thiếu chuyện cô tỏ tình với cậu quay lại lúc cậu mũi cậu đang ngủ thì nghe thấy tiếng hét của em gái cậu chạy sang xem thì ăn ngay một cái tát vào mặt hóa ra là có con mũi nên cô muốn cho nó bốc hơi khỏi dân gian mà vẫn có dính máu lúc này thì nao cũng gõ cửa nhà cậu đưa tới hương đuổi mũi cô còn phải đi dọn bể tắm nên cô xin phép đi trước Hôm nay thằng Rio Hei đưa cậu lên sân thượng ngắm bọn con gái năm hai rửa bể bơi. Quá là thiên đường mà. Trong đầu cậu lúc này chỉ Nao nên hắn nhắc đến nhìn gần hơn thì cậu đã sững cồ lên không được nhìn Nao. Cơ mà cậu cũng chỉ cấm được thằng Rio Hei chứ có cấm được thằng nào khác đâu. Là con trai thì phải nhìn ngực của Nao chứ. Nhìn đến cái tay là cậu nghĩ đến quá khứ với Nao. Đã thế rồi thì nhìn thế này còn vị gì nữa. Thằng Rio Hei đến mắt cho Nao là cậu đã thích cô rồi đấy. Dù cô nói thế nào thì hắn cũng biết cô đã thích cô từ hồi còn nhỏ. Từ lúc nhỏ, nhà cô cãi nhau vì ông bố bệnh hoạn thì cô đã chạy sang nhà cậu. Thấy cậu ngồi ngoài hè thì cô nghĩ, nếu đã ông kia đã muốn thì cô sẽ cho cậu trước. Đó cũng chính là chuyện mà cậu đã nghĩ tới lúc trước. Cậu đang bần thần thì Sora vào dục cậu đi lấy đồng phục cho mình. Nao thấy cậu mang đồng phục của Sora về thì cô cũng muốn giúp cậu khâu cúc áo. Ở đây áo sẽ không có cúc mà để cô gái tự đính vào. Khâu xong thì cô muốn về cơ mà cậu ngồi gần cô ôm lại chuyện cũ. Hai người sắp trao nhau cục đờm thì Sora mở cửa ra có vẻ như con bé không thích Nao nên đã tự mình đính lại cúc áo. Hôm sau cậu khen Sora mặc đồng phục đẹp lắm nhưng vẫn là tính Stundere đó. Thằng Rio Hei thấy Sora là muốn chào vợ liền nhưng mà bị né à. Hắn muốn gọi Nao cơ mà thấy Nao chỉ dám đứng từ xa vẫy tay là biết có chuyện rồi. Thế là hắn nhờ Akira dùng cách bói chân mèo ép cậu đi tỏ tình Nao cơ mà cậu cọc căng quá. Đã thế này, hắn muốn xuất chiêu mạnh hơn. Buổi tối hắn rủ cậu đi bơi vào thứ bảy vì cậu không biết bơi. Nhưng đến hôm thứ bảy thì chỉ có mỗi cậu và Nao ở bể bơi mà chả thấy thằng Ryu hay đâu. Cậu biết ngay đây là ý tốt của thằng bạn muốn hai người ở riêng với nhau. Dù sao thì cậu cũng không muốn đánh mất ý tốt của thằng bạn. Nên đã kéo Nao ra bể bơi để dạy cậu bơi. Lúc thay đồ thì Nao thấy có gì trong hộp đựng đồ. Cậu đang lau tóc thì nghe thấy tiếng hét của Nao. Ừ, cậu lao tới thì hóa ra là con mèo nhảy từ đường cửa sổ nhưng lúc này thì có thầy giáo vào kiểm tra nên hai người phải lui vào thùng cát tông để trốn trong khi đó thì lẻn qua cửa ra bể bơi là xong rồi nhưng cứ phải trốn chung cơ lúc này thì thùng cát tông bị vỡ nao mất đà đã ngã lên người cậu cô nói lý do mình làm vậy và xin lỗi cậu nhưng lúc đó cô chỉ muốn dành cho cậu thôi cậu thì không trách móc gì nao cả đó chỉ là lần đầu của cậu nên chưa thích ứng được nhưng giờ thì cậu đã biết rồi cậu muốn hai người hãy tiến lên phía trước rồi hai người trao nhau nụ hôn Mặc cho Sora nhà spam ghét Noo. Lúc này cậu và Noo nắm tay nhau dưới ánh chiều tà đi về. Cậu hứa với cô sẽ nói chuyện với em gái mình để con bé chấp nhận chuyện này. Vừa mở cửa cậu giật cả người ra sau vì thấy Sora đã đứng chống tay đợi cậu sẵn rồi. Cậu muốn nói chuyện với con bé lúc ăn cơm cơ mà như biết cậu muốn nói gì mà Sora đứng lên không muốn nghe. Hôm sau cậu và No gặp nhau để cùng đến trường nhưng mà gặp cô là cậu cứ nghĩ đến ngày hôm qua. Lúc này thằng Rio Hei đến phá không khí này mà hắn nói đùa hai người đã thành đôi rồi chứ. Nhìn thấy khuôn mặt hai người khiến hắn không ngờ mình lại nói trút phốc. Đến trường hắn đòi cậu phải mời hắn ăn trưa. Dù sao nhờ hắn mà hai người đến được với nhau. Cơ mà nhìn thấy No vẫy tay với cậu là hắn muốn giết cậu dám phát cơm chó. Cơ mà cũng có một người tức giận ở gần đó nữa. Buổi trưa Nao mang cơm đến mời cậu và Sora ăn cùng nhưng con bé vẫn còn ghét cô lắm. Lúc về thì cậu và Nao đi qua tạp hóa mua gói gia vị cà ri về nấu cho Sora. Trong lúc chờ nên món ăn chính thì hai người lôi ảnh cho ông lại kỷ niệm. Lúc đó cậu đã đẹp trai ngời ngời được nhiều con vợ vây quanh rồi. Hai người cũng có một bức ảnh với nhau là lúc ăn dưa xem ai phun hạt xa nhất. Nao còn bối rối mà nuốt hạt dưa vào và sợ cây mọc trong bụng. Nhưng sau đó thì đã không còn vì cậu chuyển đến thành phố, cô đã không gặp được cậu nữa cho đến bây giờ. Nhưng hai người giờ cũng có thể làm lại từ đầu và tạo kỷ niệm mới. Cậu chậm tay Nao rồi lại gần ra cục đờm béo ngậy. Trong lúc đó Sora ngửi thấy mùi cà ri tỉnh lại, con bé mò xuống bếp thì nghe thấy tiếng kêu lạ. Sora đã nhìn thấy cậu và Nao đang chơi trò lá háng đẩy xe bò, cô ngay lập tức ngăn lại và đuổi Nao ra ngoài. Cô nghĩ tới Nao, muốn cướp cậu khỏi tay cô như mùa hè năm trước. Lúc đó cô còn chưa biết Nao đã làm gì cậu. Nhưng giờ thì khác rồi, cô sẽ ngăn Nao tiến đến cướp cậu đi một lần nữa. Nao cũng không nói gì thì chỉ nhặt cặp lên rồi rời đi. Cậu muốn gọi Nao cơ mà thấy ánh mắt của Sora làm cậu đã rụt lại. Con bé chạy vào phòng bếp trút giận lên nồi nấu curry. Nhưng cứ mọi chuyện thế này thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ hơn. Nao cứ trốn tránh cậu mãi cho dù cậu đi tìm. Cuối cùng thì cậu cũng tìm được Nao ở một quán bán dưa. Cậu cũng có cơ hội làm lại với Nao như trước. Nhưng thế này mọi chuyện sẽ không ổn gì cả nên hãy xin lỗi Sora trước nhé. Nao mà cậu biết là một cô gái có nụ cười tươi tỏa nắng chứ không phải khóc nhẹ chạy thiêu đâu. Thế là hai người cố gắng làm mọi thứ để Sora chấp nhận Nao nhưng vẫn bất thành. Hôm nay thằng Ryu y đưa mọi người đi biển. Cậu cũng nhân cơ hội này công khai chuyện tình của hai người cơ mà không có ai bất ngờ lắm. Vì có cái lều báo bên cạnh. Thằng Riohei muốn giúp cậu về Nao tốt hơn, để cho Sora cũng phải chấp nhận, nhưng mục đích chính của thằng này thì có gì ngoài muốn nhìn Sora mặt hai mảnh, Có mà lần thì con bé không đến. Cậu kể lại cho Nao lúc rủ Sora đi, con bé vẫn còn ác cảm với cô quá nhiều trong khi đó Sora đang ở nhà với cơn nóng nực mùa hè. Cô nhìn sang bàn thì thấy cái tờ giấy cậu để lại hướng dẫn cô đi ra biển. Tối hôm đó Sora đến phòng của cậu muốn ngủ chung. Sáng dậy cậu kiểm tra nhiệt độ của Sora không sao thì đi học. Akira đưa cậu và Nao mấy tấm vé xem lễ hội mùa hè. Hai người đi xem không khí chuẩn bị lễ hội. Cậu nói mình sẽ nói cho Sora trước khi lễ hội mùa hè nhưng Nao nói cậu không cần gấp gáp vì cô muốn mọi người cùng nhau vui vẻ thì tốt bao nhiêu thời gian cô cũng đợi được. Lúc này Sora nhắn tin gọi cậu về nhà. Con bé không muốn đi đâu hết, chỉ muốn ở nhà của mình, thậm chí còn ngăn cậu đi học và cho cậu lựa chọn giữa cô và Nao. Nhưng cậu vẫn không quan tâm chọn Nao. Về đến nhà thì cậu đã không thấy Sora đâu nữa, đọc tin nhắn thì thấy con bé bảo mình đi đây. Cậu chạy ra thì thấy Nao nên hai người cũng đi tìm. Thấy chưa đủ nhân lực cậu gọi thêm Akira nhưng chỉ thấy chiếc xe đạp của mình bị vất bên bờ. Cuối cùng Nô no đã tìm thấy con bé ở bến đổ xe. Sora muốn đến gặp mình là cậu vì cô muốn hai người lên xe rồi có đây luôn. Từ lúc mất người thân cậu đã luôn ở bên cạnh cô nhưng khi về đây, đặc biệt là có Nô no thì cậu đã thay đổi không còn muốn ở bên cạnh cô nữa. Lúc này thì có một đòn thiên lôi đánh xuống bến xe làm bốc cháy. Cô muốn chạy cô lấy kỹ vật duy nhất của mẹ là con gấu bông thì Nô no ngăn lại và chạy vào lấy hộ cô. Nhưng Nô no vừa vào thì tấm bảng rơi xuống chặn đường đi làm cô sợ hãi. May là Nô no vẫn đi ra được với con gấu bông trên tay. Cô ôm lấy con gấu nói mình sợ mất cậu nên đã làm ra chuyện này. Giờ cô cũng chỉ có mỗi cậu là người thân duy nhất của mình. Đến hôm lễ hội, mấy người con gái ai cũng đều mặc yukata trông rất dễ thương. Lúc này Sora cũng mặc yukata đến chơi với mọi người. Thằng Rio Hei thấy Sora thì ngay lập tức đòi muốn chăm sóc cho con bé. Cơ mà để thằng này trong thì chả biết lúc nào có chuyện đâu. Trước khi Akira kéo Sora đi thì cô nói để lại cậu cho nâu no ấy có vẻ như cô đã chấp nhận nao đến với cậu rồi lúc này pháo hoa cũng được bắn lên mọi người ai cũng chăm chú nhìn lên cảnh đẹp này thì cậu cũng rủ nao ra chỗ vắng cùng bắn pháo hoa của cậu cậu nhớ lại cái ngày mà Sora về sau khi ở bệnh viện, cậu say nắng con bé luôn. Ngay lần đầu thì được nhận lại là bị cưỡng hôn. Sáng hôm sau nhìn thấy con bé tiến lại làm cậu sợ là bị cưỡng hôn tiếp. Nhưng chỉ là sợi tóc dính trên người cậu mà thôi. Đến lớp thằng Rio y đã muốn lớn tới hỏi cậu liên tục về Sora. Thế này thì cậu càng không dám để hắn đụng vào con bé. Cậu phải để em nó là của riêng chứ. Con bé ốm yếu từ bé nên ít khi ra ngoài. Vì vậy mà Sora dễ thương có làn da trắng mềm mịn. Buổi trưa cậu và Nao ngồi ăn dưới bóng cây, cô nói có tin không vui với cậu là cô sắp tới không thể về cùng cậu, nhưng bù lại chủ nhật cô muốn đến nhà cậu ăn. Cậu nghĩ tới đó sẽ là một lần hẹn hò. Tối đó Nao gọi điện cho cậu muốn hủy cuộc hẹn vì thấy cậu buồn phiền, nhưng đó là cậu lo cho Sora đến trường không có bạn giờ thì hết rồi. Cậu còn muốn đi xem phim và đi chơi với Nao nữa. Cả hai có thể sẽ tận hưởng hết mình buổi hẹn hò. Lúc này Sora ở ngoài nghe thấy cậu nói chuyện nên đã nói dối cậu đã từng hứa hôm chủ nhật đi chơi với con bé. Cậu nói mình đã không nhớ nên đã có hẹn với Rio hay mất rồi. Sora bắt đầu ngỏ lời xin lỗi cậu vì đã nói dối. Nhưng mà cái này cũng do cậu đã vì Nao mà quên mất cô. Hôm sau cậu đứng chờ Nao kết thúc cuộc họp của hội. Cô cũng thấy bất ngờ nhưng thấy hạnh phúc nhiều hơn. Vừa đi trên đường cô mong chờ lần hẹn hò tới nên cứ liếu lo muốn làm thế này muốn làm thế kia. Cậu thì đầu cứ trên mây chứ có nghĩ đến Nao đâu. Về nhà cậu xin lỗi sâu ra khi không đi cùng được. Không hiểu sao hôm nay con bé khá nhiều chuyện không đòi cậu đi nữa. Cậu nói nếu cậu không chọn mình thì cô sẽ từ bỏ. Hôm sau cậu đến muộn mà để nâu đợi một mình trong lúc xem phim mà còn ngủ gật ngã vào vano giờ tâm trí cho sora ở nhà hết rồi dù là đi mua kẹp tóc hay mua đồ ăn cơ mà nao thích cái tính hay lo lắng cho đứa em ở nhà mà sora thích ăn cà ri nên cô muốn về nhà nấu cho con bé ăn nhưng về đến nhà cậu thấy con bé khóc nên cậu nghĩ lúc này không hợp để nấu ăn cà ri rồi cậu đưa cô ra về hẹn cô khi khác sau đó quay lại hỏi sora có làm sao không thì cô nói mình mơ cậu đi đâu đó và bỏ cô lại một mình. Cậu ôm lấy cô nói gia đình mình còn mỗi hai anh em thì sẽ không có chuyện rời xa đâu. Hôm sau cậu và Sora đến trường thì gặp Nao. Nao muốn hỏi chuyện hôm qua của Sora nhưng cậu nói mình đã gặp Nao lúc mua cà ri. Vì không muốn con bé biết cậu hôm qua đi hẹn hò với Nao. Sora nghe thế cũng nói ẩn ý là Nao đang phá đám hai người bọn họ đấy. Nao cũng biết ý mà rời đi. Cậu cũng không thể đuổi theo được khi Sora giữ áo cậu lại. Nghỉ trưa cậu và Nao lên sân thượng ăn chung. Tối hôm đó cậu nghe thấy tiếng vọng từ phòng Sora, cậu nhìn lén thì thấy con bé đang gọi tên cậu trong đau đớn nhưng cậu không biết giúp Sora thế nào, cậu chỉ biết im lặng và rơi nước mắt. Hôm qua cậu tiếp tục hẹn hò với Nao nhưng mà đầu cậu vẫn nhớ đến Sora bị đau hôm qua. Cậu chống chế bằng cách đang nghĩ Nao hôm nay mặc bộ đồ dễ thương nào thôi, cậu đưa Nao lên thành phố chơi thủy cung. Trong khi Sora ở nhà một mình lấy áo cậu ra để bớt cơn nghiện, lần này cậu gạt hết Sora khỏi đầu đi chơi với Nao một cách vui vẻ. Nhưng đến cuối ngày cậu đã không chịu được nữa, Cậu không nói gì cả mà kéo Nao vào một nhà nghỉ nhưng cô không muốn thế này khi cô không biết còn yêu cô nữa không. Cô đã rất hạnh phúc khi cậu nói yêu cô nhưng sau lần đi hẹn hò thì cô không dám chắc cậu còn yêu cô nữa. Cậu về tới nhà thì thấy Sora đang nằm ngủ với đống áo của cậu ở bên cạnh. Thường ngày con bé lười như mèo nhưng lần này xiên thế này khiến cậu rất vui. Sora nói giờ cô sẽ quan tâm đến cậu hơn vì hai người là gia đình của nhau. Hôm sau thằng Rio Hei đến hỏi thăm cậu chuyện hôm qua nhưng bị Nao gõ vào đầu. Hôm qua cậu đã nói mình không biết còn yêu nâu hay không nữa, mà giờ thế cô vui vẻ thế này, cậu nghĩ cô đã quên rồi. Thằng Rio nãy ra ý muốn mọi người đi biển, cơ mà ý định của hắn thì ai cũng rõ như bàn tay rồi. Akira còn bồi thêm ai muốn nhìn Sora mặc đồ tắm nào, thì có mỗi thằng Ryu hay tay thể hiện mình là tên biến thái trong mắt Sora. Giờ muốn xuống sông Hằng rửa nỗi nhục cũng không hết được. Cậu đến thư viện đọc mấy quyển sách liên quan đến hôn nhân anh em ruột. Cơ mà chỉ có trong sách truyện thôi, chứ còn ở ngoài đời thì chắc chỉ có sang mẻo. Hôm nay, cậu thấy Sora bị sốt nên đã nhờ Neo xin nghỉ học một hôm và chỉ cách chăm sóc người ốm. Có lẽ do lau người cho Sora cả ngày nên cậu ngủ ngay bên cạnh. Lúc này Sora tiếp cận cậu, hôn trộm cậu. Lúc sang được cậu lao người, cô đã cố gắng chịu đựng nhưng giờ mặc kệ hết. Cô thấy cậu bên cạnh mình mà ngực cứ như bị thắt lại. Cô nói lời yêu cậu rồi sau đó là cái chuyện mà các bạn cũng đã nghĩ đến. Tới hôm đó hai người dính với nhau như cứt với đích đến mức quá thân thiết ở cấp độ anh em. Đến cả mọi người ở trường cũng thấy được cái quá mức thân thiết là như nào. Buổi chiều cô Zue nói hai người đang thể hiện quá mức thân thiết nếu không muốn nói là phát cơm chó đấy. Cậu không chế bằng chuyện Sora đã ốm yếu còn ở suốt bệnh viện. Giờ cũng chỉ còn hai anh em nên cậu muốn quan tâm chăm sóc cho Sora nhiều hơn. Nếu vậy thì cậu mong hai người nên để ý hơn. Sáng hôm sau Sora cứ đòi nặng nặc dưa muối mà khiến cả hai đi học muộn. Buổi chiều cô Zue đang dọn phòng thấy điện thoại của cậu báo Nao gọi. Trong khi đó cậu phải về sớm cho Sora tập học à á a ớ ngay trước cửa nhà. Nao và Kozue đến nhà cậu đưa điện thoại nhưng qua tiếng tập đọc mà Nao đã biết chuyện xảy ra rồi. Có mà Kozue vẫn phải muốn mắt thấy dù sao thì tai nghe chưa chắc đã đúng. Kozue hát lên rồi chạy vội về nhà để mặc Nao. Hôm sau cậu bị Sora lôi đến trường. Vào lớp đã thấy Kozue mặt đỏ ngầu chắc là khóc suốt đêm qua. Buổi chiều Kozue đưa cậu ra góc trường tâm sự. Cô hứa sẽ không nói chuyện của hai người ra đâu. Cô đã từng thích cậu, cô đã nghĩ cậu là người rất hiền lành, chăm chỉ là một người rất tuyệt vời. Nhưng mà kể từ hôm nay cô sẽ không muốn nói chuyện với cậu nữa. Cậu lên phòng âm nhạc nói chuyện với Neo vì hai người đã bị chia cắt quá lâu. Sau khi trở lại, Sora đã không còn là đứa em mà cậu biết. Con bé đã trở thành một người yếu đuối khiến tim cậu sao động muốn bảo vệ. Rất nhiều chuyện xảy ra cậu đã coi con bé là một người con gái. Cậu biết tình cảm vượt giới hạn là sai trái nên cậu đã tìm thấy tình yêu của mình vào mùa hè hai năm sau đó. Cậu đã cố biến nó thành hiện thực nhưng có vẻ không tốt lắm. Cậu vẫn cố tiếp tục mà đã làm tổn thương cô mà ô cũng mặc kệ để cậu cúi đầu xin lỗi mà bỏ đi. Trên đường trở về, cậu đã nhận được tin nhắn của ông chú sẽ đón hai người. Điều này khiến cậu về gục lên bàn để suy nghĩ. Mà có lẽ vì căng thẳng quá mà cậu đã lỡ tay đánh Sora. Cậu nói cho Sora biết về tin nhắn của ông chú. Chú đã biết được chuyện cậu và Sora không được nhận bất cứ đồng nào nên muốn chăm sóc cho hai người. Nhưng mà hai người phải mỗi người một ngã nên cậu nghĩ đã đến lúc nói lời chia tay. Hôm sau hai người nằm trốn học ở nhà nhưng đến chiều cậu đã không thấy Sora có ở trong nhà. Trong phòng thì trở nên hỗn loạn, con bé chỉ để lại cho cậu lời nhắn. Sora đã yêu cậu rất nhiều nhưng điều đó khiến cậu khó chịu thì cô sẽ biến mất. Cậu chạy ra ngoài đi tìm thì va phải Na-ô. No. Thế là hai người lại bắt đầu đi tìm kể cả cái bến xe lần trước nhưng vẫn chưa thấy. Cậu nhớ đến cái hồ ở sau đền mà Akira kể. Theo truyền thuyết thì khi xuống tấm hồ sẽ được cơ hội tái sinh và làm lại cuộc đời mình. Cậu phi ngay con chiến mã của mình đến ngôi đền. Khi đến nơi đã thấy Sora đã ở giữa hồ, cậu càng đuổi theo cô thì cô càng đi ra xa. Cô cuốn quá mà trượt chân khỏi chỗ đứng. Cậu đến cứu cô nhưng mà hai người cứ thế mà dìm nhau xuống nước. Cậu nghĩ thế này cũng tốt mà cậu muốn kiếp sau đến một thế giới chỉ có hai người. Có lẽ làm cảm động được thần hồ mà hai người được tái sinh cho cơ hội làm lại. Nhìn thấy Sora khóc cậu nghĩ mình sắp tới mình không biết làm được gì. Nhưng cậu sẽ tìm được con đường mà những cảm xúc của hai người tồn tại mãi mãi. Cậu cũng không quan tâm những ai nói nữa. Cậu chỉ muốn làm cho Sora được hạnh phúc mấy ngày sau mấy người tụ tập đi học mà thiếu hai người tất cả là nhờ cậu mà mấy người thân với nhau hơn trong khi đó thì cậu và sora đã chọn sang một bang của mỹ cho phép hôn nhân huyết thống để thực hiện hạnh phúc của hai người